Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng gặp nhau cho bản tin của kênh Tin Mới. Hãy cùng dành ra 10 phút mỗi ngày để cùng lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý sẽ diễn ra trong ngày trên kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Kính thưa quý vị khán giả, hiện có hơn 20.000 người mắc kẹt tại ga xe lửa Thành Đô do mưa lớn trên tuyến Bao Trang. Từ 5 ngày trước đó đến 6 giờ chiều hôm qua, đoạn từ Quảng Nguyên đến Minh Giang trên tuyến Bao Trang bị mưa lớn, 23 chuyến tàu ra vào Tứ Xuyên bị hoãn ở các mức độ khác nhau. Hôm qua, gần 20.000 hành khách buộc phải ở lại ga xe lửa Thành Đô. Nhà ga đã đưa ra một kế hoạch khẩn cấp. Ga xe lửa Thành Đô cho biết đây là tuyến đường sắt bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong những năm gần đây. 12 chuyến tàu khởi hành bị mắc kẹt, đây là vụ tấn công tồi tệ nhất trong những năm gần đây. Vào lúc 6 giờ chiều ngày hôm qua, hàng chục hành khách lo lắng có vé xếp hàng trước cửa sổ hỏi đáp tại ga Thành Đô. Đồng thời, quảng trường ga, sảnh soát vé, sảnh chờ và các nơi khác cũng chật cứng người chen chúc như trong giờ cao điểm lễ hội mùa xuân. Người phụ trách ga đường sắt Thành Đô cho biết, tính đến 6 giờ chiều ngày hôm qua, 12 chuyến tàu từ Thành Đô đến Thượng Hải, Bắc Kinh, Tây An và những nơi khác trên tuyến Bao Trang đã bị hoãn do mưa lớn ở đoạn Ninh Giang, Gông Doan và tuyến Bao Trang. Với gần 20.000 chuyến tàu bị hoãn, hành khách buộc phải ở lại ga Thành Đô. Đây là thời điểm bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong những năm gần đây. Theo Cục Đường sắt Thành Đô, tính đến 10 giờ đêm qua, đoạn từ Guyaba đến Chùa E Lang trên tuyến Bao Trang vẫn bị phong tỏa. Các chuyến tàu muộn ngày hôm qua bao gồm K880 đến Tây An, K386 đến Thẩm Dương Bắc, 1662 đến Hán Khẩu, K284 đến Thượng Hải, K836 đến Lan Châu, K870 đến Trịnh Châu, K165 đến Côn Minh, K452 đến Urumqi và 1486 đến Thái Nguyên, đến Phan Chi Hua, K117 đến Thượng Hải. Tính đến 6 giờ ngày hôm qua, ngoại trừ K390 và T8, hầu hết các chuyến tàu khác vẫn chưa xác định được giờ khởi hành cụ thể, thời gian trễ tàu lâu nhất khoảng 6 tiếng. Cũng bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, hơn 10 chuyến tàu từ Tây An, Thẩm Dương Bắc, Thượng Hải, Lan Châu, Tây Bắc Kinh và những nơi khác đến Thành Đô đã đến Thành Đô muộn. Nhiều chuyến tàu đã được chuyển hướng sang các tuyến Suncheong, Dacheng, Cheongju, Shinkan và các tuyến đường vòng khác. Trận mưa đặc biệt lớn và chuyến tàu xuất phát phải quay trở lại Thành Đô. Điều này được hiểu là do lượng mưa ở đoạn Minh Giang, Gông Doan vượt qua mức cảnh báo đường sắt. Tàu T8 từ Thành Đô đến Bắc Kinh Tây và K390 đến Phúc Châu. Các chuyến tàu đã được điều động đều được lệnh quay lại nửa chừng sau khi trở về Thành Đô. Chúng được chuyển hướng sang các tuyến Suncheong, Dacheng và Cheongju để chạy đường vòng. Hành khách đi Minh Giang, Gongjuan, Baoji, Tây An và Jiyu không thể đến đích phải quay lại Thành Đô và xuống xe. Ngoài ra, các chuyến tàu đi đường vòng ngày hôm qua bao gồm K206 đến Qingdao, K292 đến Thượng Hải, K166 đến Tây An, 1048 đến Tây Ninh và 1314 đến Thiên Tân. Do số lượng chuyến tàu trễ ngày càng tăng, 7 cửa sổ hoàn tiền nữa đã được mở vào buổi trưa. Được biết, số chuyến tàu trễ ngày hôm qua chiếm gần 20% số chuyến tàu khởi hành từ Thành Đô. Sau khi tàu bị hoãn, ga Thành Đô đã đưa ra phương án khẩn cấp mở cửa sổ hoàn tiền để giải quyết đầy đủ các thủ tục hoàn vé cho hành khách. Người phụ trách nhà ga cho biết 8 giờ sáng đã mở thêm 3 cửa sổ. Sau đó, do lượng tàu trễ ngày càng nhiều nên buổi trưa đã mở thêm 7 cửa sổ hoàn tiền. Cục Đường sắt Thành Đô đưa ra cảnh báo mưa bão màu da cam. Theo dự báo của Đài quan sát khí tượng, trên tuyến Bao Trang vẫn sẽ có mưa lớn trong 24 giờ tới. Thống kê cho thấy từ 6 giờ 02 phút ngày hôm qua đến 6 giờ ngày hôm nay, trên tuyến Bao Trang có 16 điểm quan trắc với lượng mưa liên tục 100mm, 58 khu vực bị phong tỏa, 48 lần do mưa lớn, 9 trận lũ xảy ra. Việc vận chuyển trên tuyến Bao Trang bị gián đoạn rất nhiều, khiến nhiều chuyến tàu bị hoãn ở nhiều mức độ khác nhau. Theo dự báo của Đài quan sát khí tượng, trên tuyến Bao Trang vẫn sẽ có mưa lớn trong 24 giờ tới. Theo các quy định liên quan, trụ sở kiểm soát lũ lụt của Cục Đường sắt Thành Đô đã quyết định sau khi nghiên cứu rằng từ 5 giờ đến 30 giờ chiều ngày hôm trước đến 8 giờ tối ngày hôm nay, tuyến Bao Trang đoạn Chengdu Pusheong của tuyến Chengdu Kunming, tuyến đoạn Chengdu Nanyang của tuyến Chengdu Chongping, tuyến Dacheng, tuyến Sucheng và tuyến Ne từ Nanyang đến Yajin đã đưa ra dự báo mưa bão và tín hiệu cảnh báo mưa bão màu cam cho tuyến Bao Trang.
Theo quan sát, vào ngày hôm qua, lượng mưa tối đa hàng ngày tại điểm quan sát lượng mưa Dalushan trên tuyến Bao Trang là 198,2mm. Đây là lượng mưa ngày lớn nhất kể từ khi Cục Đường sắt Thành Đô bước vào mùa lũ năm nay. Tính đến 6 giờ chiều ngày hôm qua, tuyến Bao Trang vẫn chưa hoạt động trở lại bình thường. Hiện Cục Đường sắt Thành Đô đã đưa ra phương án ứng cứu khẩn cấp, nhanh chóng tổ chức lực lượng khẩn trương đến hiện trường, triển khai tuần tra liên tục hơn 60 đoạn đường. Thưa quý vị, do bị ảnh hưởng bởi sự xâm nhập của cơn bão Sampa, mưa lớn đã đổ qua Giang Tây. Cục khí tượng Giang Tây dự đoán rằng Sampa sẽ ở lại Giang Tây trong 2 ngày và các trận mưa bão lớn ở Giang Tây sẽ tiếp tục. Theo dõi mới nhất của Đài quan sát khí tượng tỉnh Giang Tây lúc 9 giờ cho thấy, do ảnh hưởng của bão Sampa, từ 8 giờ ngày hôm qua đến 8 giờ ngày hôm nay tại Tahe, Wan, Jian, Gingshan, Yangtze và 20 quận và thành phố bao gồm cả Vĩnh Phong đã xuất hiện mưa rông lớn, 148 thị trấn hứng chịu mưa lớn và 29 thị trấn có mưa rất lớn. Trong 48 giờ qua, lượng mưa trung bình ở Giang Tây đã đạt 56mm, lượng mưa ở 133 thị trấn tại 25 quận và thành phố trong tỉnh vượt quá 100mm và lượng mưa ở 18 thị trấn tại 9 các quận và thành phố vượt quá 200mm. Cục khí tượng dự báo áp thấp nhiệt đới sau khi suy yếu Sampa sẽ vẫn ở lại Giang Tây 2 ngày và sẽ còn ảnh hưởng đến khu vực phía Tây Giang Tây. Đến 9 giờ ngày mai, tâm áp thấp sau khi bão Sampa suy yếu vẫn ở trên thành phố Tân Dư, tỉnh Giang Tây và sẽ di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc trong ngày mai. Bị ảnh hưởng bởi bão Sampa, vào ngày mai sẽ có mưa vừa đến mưa to hoặc dông ở Jian, Jinchun, Pingsang, Xinyu và phần phía bắc của thành phố Ganju, tỉnh Yangtze. Ở một số khu vực sẽ xuất hiện mưa lớn cục bộ. Bộ khí tượng nhắc nhở rằng do ảnh hưởng của bão áp thấp lên Giang Tây sau khi bão Sampa suy yếu, các khu vực liên quan cần tập trung phòng chống các thảm họa như lốc xoáy núi, ngập úng thành thị và nông thôn và lũ lụt đầu nguồn sông nhỏ do lượng mưa lớn liên tục gây ra. Các phóng viên vừa được biết từ Cục Đường Cao Tốc Quế Lâm rằng trời vẫn đang mưa tại địa điểm xảy ra sự cố sập đường cao tốc Quảng Tây Long Sen đến Tài Nguyên, nhưng mưa không mạnh. Một làn đường đã được thông thoáng, hiện hơn 200 phương tiện có thể qua lại, không có trường hợp mắc kẹt. Tuy nhiên, trên dốc vẫn còn những tảng đá nguy hiểm, có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Do tuyến đường dẫn vào khu du lịch suối khoáng nóng vẫn đang là mùa cao điểm du lịch, lưu lượng phương tiện tăng so với ngày thường nên các tài xế được nhắc nhở không nên qua đây. Đêm nay trời vẫn còn mưa xối xả và nguy hiểm vẫn còn. Trong những ngày qua, cũng do mưa lớn liên tục, các thảm họa thiên nhiên như lở đất đã lần lượt xảy ra ở thành phố Quế Lâm và huyện Linh Huy, dẫn đến tổng trong số 4 người chết và 6 người bị thương. Vào tối ngày hôm qua, một vụ lở đất đã xảy ra ở núi Bay Man gần Jining, thị trấn Dahe, ngoại ô thành phố Quế Lâm. Những tảng đá lăn xuống đã san phẳng một dãy nhà đơn sơ bên dưới núi, làm 4 người thiệt mạng và 1 người bị thương. Vào chiều ngày hôm nay, vụ sạt lở đất phía sau khách sạn Jinshan ở quận Lĩnh Huy và những tảng đá đã ập vào quán cà phê Internet Hê Thông ở tầng 1 như một cơn sóng khổng lồ. Sau thảm họa, thành ủy và chính quyền thành phố Quế Lâm rất coi trọng, lãnh đạo đã ngay lập tức đưa ra các yêu cầu về công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả. Các nhân viên từ các bộ phận liên quan nhanh chóng đến nơi xảy ra thảm họa để chỉ huy và thực hiện công tác cứu hộ. Theo kết quả điều tra tại chỗ vụ sập đá của các chuyên gia, trạm quan trắc môi trường địa chất Quảng Tây có đặc điểm là thảm họa địa chất sập đá hình thành do mưa xói mòn trong điều kiện tự nhiên. Hiện công tác khắc phục hậu quả vụ việc và trấn an gia đình các nạn nhân đang được tiến hành một cách thận trọng. Để đối phó với thảm họa địa chất, lãnh đạo thành phố Quế Lâm yêu cầu các sở ngành liên quan tiến hành kiểm tra thảm họa địa chất trên toàn thành phố để ngăn chặn những thảm họa địa chất tương tự tái diễn. Kính thưa quý vị, do mưa bất ngờ ở Bắc Kinh đã khiến cho gần 1.000 hành khách ở Hàng Châu mắc kẹt tại sân bay. Chiều ngày hôm qua, tất cả các chuyến bay từ sân bay quốc tế Tiêu Sơn Hàng Châu đến Bắc Kinh đều bị hoãn và gần 1.000 hành khách bị mắc kẹt tại sân bay. Phóng viên được biết từ sân bay Tiêu Sơn, do trời bất ngờ đổ mưa lớn ở Bắc Kinh và thời tiết xấu nên chuyến bay từ sân bay đến Bắc Kinh bị hoãn, chuyến bay từ Bắc Kinh đến Hàng Châu cũng bị ảnh hưởng. Tính đến 17 giờ ngày hôm qua, tổng cộng 10 chuyến bay ra vào sân bay Hàng Châu đã bị hoãn và gần 1.000 hành khách bị mắc kẹt tại sân bay này. Một hành khách đi máy bay HU7278 của hãng hàng không Hainan cho biết ban đầu chuyến bay dự kiến cất cánh lúc 12 giờ 50 phút, nhưng đến nay hành khách vẫn chưa thể cất cánh sau gần 3 tiếng đồng hồ chờ lên máy bay. Hiện hơn 200 hành khách đã về đến hội trường chờ đợi. Người có liên quan phụ trách sân bay Tiêu Sơn cho biết,
Đến 17 giờ thời tiết ở Bắc Kinh đã ổn, nhưng trên đường bay từ Hàng Châu đến Bắc Kinh vẫn còn mây dông nên chuyến bay vẫn chưa hoạt động trở lại bình thường. Bộ Hàng không nhắc nhở rằng dông bão thường xuyên xảy ra vào mùa hè sẽ có lượng mưa lớn trong thời gian ngắn kèm theo sét và sấm. Sấm và sét hầu như hàng ngày hoặc cách ngày ở các thành phố phía Nam. Loại mưa này thường xảy ra vào buổi chiều và là nguyên nhân chính của việc hoãn chuyến bay vào mùa hè. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.